Xin chào quý vị và bà con, chúng ta lại đến với kênh Nhà Nông Chấm Nếp. Và thưa bà con, quý khán giả, hiện tại thì tôi đang có mặt tại xã Hồ Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay thì mời bà con, quý khán giả đến tham quan một cái trại cầy của nhà anh Lâm đây. Vâng, trại cầy của anh Lâm là hợp tác xã nhân giống và bảo tồn được ở Thái Nguyên. Và anh Lâm thì cũng có rất là nhiều kinh nghiệm về không những con cầy và một số loại vật nuôi khác. Thì trong chương trình hôm nay, anh Lâm sẽ lại dành thời gian để chia sẻ cho bà con hiểu sâu hơn về con cầy về mốc này. Vâng, đầu tiên ạ, hiện nay thì theo nhận định của anh cũng như là trong cái quá trình chăn nuôi ấy, thì anh nhận định thế nào về cái thị trường của cái con cầy vàng mốc hiện nay ạ? Vâng, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ chủ yếu bàn luận về cái vấn đề thị trường của con cầy vàng mốc. Vâng. Thế thì tôi cũng thưa quý vị, thưa anh, thế anh như này, con cầy vàng mốc này là một trong những cái động vật xanh đỏ. Vâng. Đấy, tại sao nó xếp ở sách đỏ? Cần được bảo vệ. Tại vì hiếm rồi. Vâng. Hiếm thôi chứ không quý đâu nhé. Vâng, vâng. Đấy, nó có cái vàng bạc gì mà quý. Nhưng nó hiếm thì mới lại về cái, nếu mà tính về cái tính ẩm thực của nó thì nó thực sự là quý. Vâng. Thì bây giờ giá thịt nó trung bình 2 triệu rưỡi một cân. Dạ. Vâng. Đấy. Và càng ngày thì cái thị trường nó càng rất là khan hiếm, do cái số lượng người nuôi làm nông nghiệp ít đi và chúng ta dần dần chuyển đổi thành các cái mô hình dịch vụ rồi xây dựng người làm ăn kinh doanh và người theo nông nghiệp ít mà người đầu tư vào con này càng ít thì càng ngày thì con này càng lên giá. Cũng có nhiều rất là nhiều bà con khi khán giả có gọi điện đến chương trình cũng có hỏi là để nuôi được cái con này thì mình cần phải hoàn thiện cái cơ sở pháp lý và hồ sơ pháp lý như thế nào ạ? Về giấy tờ ấy, về thủ tục pháp lý ạ. Thưa anh, là cái thủ tục pháp lý của con này thì thật ra là nó cũng rất đơn giản thôi. Thì từ cái năm 2012-2013 đến bây giờ thì Bộ Nông nghiệp đã thay đổi rất nhiều các nghị định để tạo điều kiện cho bà con chăn nuôi và bảo tồn của con này đấy, phát triển nhằm phát triển kinh tế địa phương và hộ gia đình. Thì năm 2022 là nghị định mới nhất đấy, và năm đầu năm 2023 này cũng có những nghị định mới đấy. Thì nó quy định con này ấy, thì nó nằm ở trong cái danh mục cần được bảo vệ và phát triển kinh tế chăn nuôi. Đấy. Chính vì thế nên là khi mà bà con mua giống ở đâu nhất định chúng ta phải xin được giấy tờ của cái trại đấy. Giấy tờ gồm những gì? Thứ nhất là biên bản kiểm tra lâm sản, thứ hai là bản kê lâm sản, thứ ba là mã số nuôi nhốt. Thiếu một trong ba số đấy chúng ta không đăng ký được. Mà chúng ta mà mua về mà không đăng ký được là nhất định là sẽ bị thua. Đấy. Mà chúng ta không đăng ký thì người, dù chúng ta không muốn đăng ký, mua một hai đôi không muốn đăng ký nhưng phải đủ 3 loại giấy tờ trên thì chúng ta mới có điều kiện để ở trong nhà. Ví dụ tôi mua về chơi tôi chưa kịp đăng ký, hoặc tôi nuôi hộ gia đình tôi không đăng ký nhưng mà nhất định có những cái giấy tờ trên. Vâng. Đấy. Bà con quý vị khán giả lưu ý là hiện nay ở ngoài bên ngoài đúng không ạ? Vâng. Thì cũng ở bên ngoài người ta đánh bắt được đúng không ạ? Vâng. Và nếu như bà con quý vị không may đúng không ạ? Và không được có đủ giấy tờ đúng không ạ? Nên là chúng ta, người ta tạo điều kiện nuôi nhưng nhất định phải có giấy tờ. Dạ và đấy. Rồi cái khâu đầu tiên là cái khâu bắt đầu để mà nuôi cái con, những cái bạn trẻ khởi nghiệp đấy ạ. Vâng. Rất là thích thú, em có những cái khán giả mà ở bên nước ngoài đúng không ạ? Những cái bạn mà ở bên Đài Loan hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là ở những cái nơi mà ở châu Âu đúng không ạ? Vâng. Thì cũng có hỏi, cũng tìm hiểu cái con này, cũng muốn là sâu hơn ấy. Thì để mà những cái bạn trẻ khởi nghiệp ấy thì theo lời khuyên của anh ấy, thì anh cũng nuôi rất là lâu năm rồi, và để được khi mà anh đã nuôi thành công và anh có một số lượng đàn cũng có thể nói là như thế này, thì anh có lời khuyên nào cho những bạn trẻ mà khởi nghiệp, muốn khởi nghiệp từ cái con này ạ? Đầu tiên muốn khởi nghiệp nuôi cầy chúng ta phải học cách chăn cầy đấy. Đấy, chăn cầy thì nó rất nhiều cái cơ chế chăn. Hiện nay thì cái khoa học công nghệ hiện đại rồi và chăn nuôi theo cái hình thức công nghiệp hết rồi, nên là chúng ta áp dụng cám là chủ yếu. Đấy. Và cái mỗi ngày thì chúng ta cũng, những cái công thức cho ăn cám hàng ngày thì tôi cũng chia sẻ sẵn trong cái video của cái kênh Nhà Nông Chấm Nét, bà con có thể tìm hiểu sâu hơn. Đấy. Thứ hai nữa ấy, là cái về cái chất lượng chuồng trại. Thứ nhất là thoáng vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Cao ráo, cơ bản là cao ráo sạch sẽ, lúc nào phải khô, nền phải khô, nền mà ấm ướt là sinh bệnh. Và cái cuối cùng nữa, đấy là về công tác phòng bệnh. Thì con này là phải có vaccine rồi. Tiêm định kỳ 6 tháng một lần. Đấy. Và mua giống cầy thì chúng ta nên mua những loại cầy đã được 10 tháng độ lên, không mua cầy bé. Chúng ta mua cầy bé thì
thường thường là hay bị về bị ốm, tức là cái sức đề kháng cũng kém. Như là cái mà có thể nói là cái lứa tuổi mà hợp lý và nó không rủi ro, đúng không ạ? Vâng. Và đủ tuổi. Vâng. Đây thì đầu tiên ạ, để mà nuôi được thì quan trọng nhất cũng là cái vấn đề quan trọng nhất là cái môi trường sống, đúng không ạ? Và cái chuồng trại, đúng không ạ? Thì anh có thể chia sẻ cho bà con với khán giả về cái cách làm chuồng của con cần phải mốc này, đúng không ạ? Thứ nhất đấy, cái chuồng này ấy, là chúng ta làm được cao cao cách mặt đất, còn còn xa thấy thì là cái nền chúng tôi sẽ lát gạch hoa này, và bia xung quanh này trường hợp chỉ cần té nước phát đây, nó dốc trên một đầu dốc xuống cái công thoát nước và nó sẽ chạy hết đây. Thứ hai là cái chiều cao này, chuồng này tối thiểu có 60 phân. Thứ nhất là khi mà nó vệ sinh xuống đáy này nó không bị gần quá, nó không bị bốc cái mùi hôi thối lên thì nó mới sạch được. Đấy. Cái tiếp theo là trong quá trình rửa, chúng tẩy rửa, đúng không? Vòi chúng ta xịt thì nó sẽ bắn, nó gần quá thì sẽ bắn nước lên trên này. Vâng. Đấy, bắn cái nước thải lên trên này là nó sẽ bấn chuồng mà lâu ngày nó sẽ gây bệnh. Vâng. Đấy. Đó, lưu ý, đúng không ạ? Và em có thấy là đây có hai cái loại kiểu chuồng, đó là một cái kiểu chuồng đất này, bên này rộng hơn này này. Vâng. Bên này rộng hơn này. Một ô thông thoáng, còn một ô này thì là khoảng độ 50 phân, đúng không ạ? Này này mét này là tầm 7-80 phân. Vâng. Vâng. Thì ở đây em thấy là anh có hai cái loại chuồng, thì anh có thể chia sẻ cho bà con khán giả không? Trong chuồng chúng ta luôn làm loại ba loại chuồng. Vâng. Thứ nhất là cái loại chuồng này, chuồng bé này, dành cho những con chưa lên giống. Vâng. Chưa lên giống. Đấy. Những con đang đợi lên giống thì nó ở một mình, chúng ta nhất chuồng bé. Và cái tiếp theo là những con đang nuôi con bé thì cho vào cái chuồng bé này được. Còn chuồng này là loại chuồng thứ hai, là chúng ta chuồng ghép đôi thì nó phải to hơn một chút, trên 1m². Và chuồng thứ ba là chuồng tập trung. Những cái chuồng này chúng ta có thể là thứ nhất là nuôi thịt, thứ hai là chúng ta có thể nuôi được những cái con gọi là nó đang hậu bị nó bé mà chúng ta có thể nhốt tập trung 5-7 con một chuồng được, để tiết kiệm diện tích. Thì với ba cái chuồng nuôi này thì là chúng ta mới đảm bảo được trong chuồng ta có đủ không gian để chúng ta nuôi nhốt. Đây là em thấy nó hai con ghép đuôi này, đang ghép đúng không hay là đàn nó? Đang ghép. Đây là chuồng này, là con này đã trên 3 cân, trên 1 năm tuổi bắt đầu ghép rồi, chúng ta ghép một chuồng to này. Đấy. Thì nó sẽ có không gian để chạy nhảy, nó chật quá thì tất nhiên là sinh ra bệnh sinh tật stress. Vâng. Nếu như mà nuôi theo sinh sản ấy anh, thì nuôi thương phẩm này thì bao nhiêu lâu thì có thể là xuất được, và nuôi sinh sản thì bao nhiêu lâu có thể là lên giờ, tức là ghép đôi được ạ? Nếu mà chúng ta thật ra trên mạng chia sẻ rất nhiều cái bí quyết chăn nuôi lên giống sớm lên giống muộn, nhưng mà đều thật ra đủ tuổi mới lên giống được. Vâng. Phải đúng tháng tuổi, đủ tuổi bắt đầu trên cái tháng đấy mới lên giống. Thường thường cày tầm 15 tháng là cập kê, 18 tháng bắt đầu là sinh sản lứa đầu. Vâng. Đấy. Mà những cái hộ mà chia sẻ là 7-8 đến 10 tháng năm là phối rồi là nó lá, nó điêu. Vâng. Đấy. Không hề có việc cày một năm đã lên giống. Wow. Con cầy một năm nó chỉ được khoảng tầm 2,5-3 cân chưa lên giống được. Cầy lên giống như cái dây cầy mốc nó phải rơi khoảng 5 cân. Đấy, thì nuôi gần 2 năm rồi, mình nuôi tầm 1,5 năm rồi, bắt đầu là nó được 5 cân mới bắt đầu lên giống. Thì trong cái quá trình là chúng ta càng nuôi càng lớn mà nó trong quá trình nó đẻ nó cầy mà càng đẻ càng lâu càng to, có khi nó lên được 10-mấy cân. Đấy. Đó. Nên là cái phần vấn đề là không bị đốt cháy giai đoạn, đúng không ạ? Vâng. Đúng thời điểm, đúng tuổi, đúng không ạ? Vâng. Nhiều người mà mua cái cầy bố mẹ sinh sản rồi mà mới có 3 cân thì toàn nó điêu hết. Vâng. Cầy đấy còn chưa sơ sát gì. Vâng. Con nào sớm phải trên 4 cân. Cũng có nhiều, rất là nhiều bà con khán giả có những trang trại đó là người ta nuôi thương phẩm, đúng không ạ? Và người ta bán theo cái cách là cho sinh sản. Thì liệu nó có ảnh hưởng đến cái chất lượng cái con giống sau này không? Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng con giống sau này rồi. Vâng. Thứ nhất ấy là như cái con cầy này. Ví dụ như con cầy này là con cầy hậu bị, nó rơi vào khoảng tầm 3 cân này. Đấy. Nhưng mà nếu mà để nuôi được 3 cân như thế này, để nó nuôi giống thì mất 1 năm. Nhưng ta nuôi thịt thì cũng chỉ mất khoảng 10 tháng thôi. Đấy, nhưng mà nếu nuôi 10 tháng thì ta bảo là nó được 1 năm rồi các bạn. Thì bà con về nuôi sẽ rất lâu nữa nó mới sinh sản. Đấy, vì đang còn non nhưng mà nó đã vượt cân rồi. Đấy là cầy béo. Cầy mỡ, người ta thúc đúng không? Người ta thúc để người ta bán cho nó nhanh. Nhưng mà như thế thì về quá lâu nó mới sinh sản. Tức là nếu như mà bà con phải định hướng rõ ràng là nếu mà mình để nuôi sinh sản thì mình phải lựa chọn, đúng không ạ? Vâng. Theo cái cách nuôi sinh sản, con giống cho sinh sản. Còn nếu như nuôi thương phẩm thì mình phải lựa chọn cái cách, và cái cách điều chỉnh thức ăn, rồi là cái cách mà mình nuôi theo kiểu thương phẩm, đúng không ạ? Vâng. Đấy, để làm sao cho nó đạt cái mục đích của mình cũng như là cái giá trị kinh tế.
Còn cầy thì tất nhiên là chúng ta phải nuôi đủ tháng tuổi nó mới sinh sản được. Đấy, chứ còn nếu mà non hơn chúng ta không sinh sản được. Thưa quý vị, thưa bà con, với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ trong chương trình thì hy vọng bà con và các khán giả có thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm để lựa chọn cho mình một mô hình phù hợp với điều kiện gia đình mình. Và để được tiếp tục theo dõi những chương trình tiếp theo thì mời bà con và các khán giả làm theo cách sau: đăng ký kênh Nhà Nông .net và nhấn vào biểu tượng chuông bên phải màn hình. Và hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh Lâm đã dành thời gian để tiếp đón chương trình và đã chia sẻ cho bà con hiểu sâu hơn về con cầy gáy mốc này. Và trước khi nuôi thì bà con nên chuẩn bị những giấy tờ gì, đúng không ạ? Và những bạn trẻ khởi nghiệp thì nên phải bổ sung kiến thức, đúng không ạ? Và đi nhiều hơn, nhiều nơi hơn, đúng không? Tham quan nhiều hơn và có những cái tư duy, đúng không ạ? Và tìm hiểu sâu hơn về cái con cầy gáy mốc này. Và theo anh đánh giá và nhận định thị trường thì ở thời điểm này và một vài năm nữa thì con cầy nó vẫn là rất là tiềm năng, đúng không ạ? Và cái nhu cầu thị trường rất là lớn. Và rất là cảm ơn anh Lâm cũng đã dành thời gian để tiếp đón chương trình Nhà Nông .net và anh có những cái chia sẻ cho bà con khán giả. Vâng, nếu như bà con khán giả muốn đến từ tham quan cũng như là muốn được tư vấn chia sẻ kinh nghiệm thì anh Lâm để lại số điện thoại cũng như địa chỉ để cho bà con khán giả có thể tiện liên lạc ạ. Vâng, rất vui được là kết nối cùng với bà con để chúng tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của chúng tôi lên chương trình để giúp phần nào được bà con yên tâm trong quá trình chăm sóc và chọn giống. Và nếu bà con muốn quan tâm đến cái sản phẩm của chúng tôi thì có thể đến tại Hợp tác xã Chăn nuôi và Nhân giống Bảo tồn Động vật tại xóm Bình Long, xã Âu Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và nếu bà con muốn liên hệ đặt con giống của chúng tôi thì có thể đến tại Hợp tác xã chúng tôi và gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0347 629 888. Vâng, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và các khán giả trong những chương trình tiếp theo.